10 chuyển cảnh trong video. Mà nếu như không viral là do bạn thiếu gimbal chống rung. Để có được cái chuyển cảnh xoáy mượt như video đầu thì rất đơn giản, bạn chỉ cần bật cái chế độ xoay ở trên gimbal, sau đó quay hai shot với cái động tác máy giống nhau, vừa tiến vào chủ thể vừa gạt cần xoay gimbal. Và lúc edit video, các bạn hãy tăng tốc ở cuối cái video số 1 và đầu video số 2. Chưa hết, để cho cái hiệu ứng nó ảo diệu hơn nữa, các bạn hãy vào cấp kết và thêm cho mình cái hiệu ứng tên là Chromatic Diffusion. Boom, nhìn nó còn ảo ma quá. Cho nên là các bạn hãy điều chỉnh lại những cái thông số làm sao nhìn cho nó phù hợp nhất, thì các bạn có thể tham khảo cái thông số của mình ở đây. Ngoài việc chống rung và làm những cái chuyển cảnh ấn tượng, cái con gimbal hình Tex G5 này nó có cái tính năng là tracking gương mặt cũng như là tracking cơ thể. Có một cái app hỗ trợ riêng của Gojek cũng như là 8 cái chế độ quay khác nhau, cho nên nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái quá trình sáng tạo. Bonus thêm cho các bạn một cái chuyển cảnh cầm gimbal và quay những cái shot xung quanh chủ thể như thế này. Và khi kết hợp lại, chúng ta sẽ có một cái video như sau.